Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với bốn xã là Tân Long của thị xã Nga Năm, Thành Tân và Lâm Tân của huyện Thành Trị và xã Mỹ Thuận của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Trên tuyến đường kinh Cái Trầu cùng với mình nhé. Hiện mình đang đi trên tuyến quốc lộ 61B hướng từ thị xã Nga Năm đến thị trấn Phú Lộc, huyện Thành Trị. Từ thị xã Nga Năm đi về hướng Phú Lộc khoảng 9 km thì đến chợ Tân Long. Đây là chợ Tân Long. Chợ Tân Long nằm sát cầu Cái Trầu trên quốc lộ 61B thuộc địa bàn của ấp Long Thành, xã Tân Long, thị xã Nga Năm, tỉnh Sóc Trăng. Và bây giờ mời các bạn cùng vào qua chợ Tân Long, xã Tân Long, thị xã Nga Năm cùng với mình nhé. Ngôi chợ xã Tân Long nằm trải dài một đoạn ngay ở vòng kinh Cái Trầu. Phía trước là cầu Cái Trầu trên quốc lộ 61B. Qua khỏi chợ Tân Long, mình bắt đầu đi vào con đường cặp theo con kinh Cái Trầu. Đây là địa bàn của ấp Long Thạnh, xã Tân Long, thị xã Nga Năm, tỉnh Sóc Trăng. Đây là tuyến đường lộ nông thôn cặp theo con kinh Cái Trầu. Hôm nay mình sẽ đi trên tuyến đường này từ chợ Tân Long trên quốc lộ 61B đến hương lộ 19, đoạn cầu Mỹ Phước thuộc xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 13 km, đi qua bốn xã là xã Tân Long của thị xã Nga Năm, Thành Tân và Lâm Tân
của huyện Thành Trị và xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thị xã Ngã Năm có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm có 3 phường là phường 1, phường 2, phường 3. Phường 1 trước kia là thị trấn Ngã Năm. Phường 2 trước kia là xã Long Tân. Phường 3 trước kia là xã Bình Biên. Và 5 xã là Tân Long, Mỹ Quế, Mỹ Bình, Long Bình và Vĩnh Quế. Xã Tân Long nằm ở phía đông nam thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Mỹ Tú và huyện Thành Trị. Phía tây giáp xã Long Bình. Phía nam giáp huyện Thành Trị. Phía bắc giáp phường 2. Xã Tân Long gồm có 6 ấp là ấp 18, ấp Long An, Long Hòa, Long Thành, Long Thạnh và Tân Chánh C. Xã Tân Long có diện tích là 33,12 km². Về lịch sử của xã Tân Long, trước đây xã Tân Long thuộc huyện Thành Trị. Ngày 1 tháng 4 năm 2003, xã Long Bình được thành lập trên cơ sở 2.963 ha diện tích tự nhiên và 7.812 người của xã Tân Long. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Tân Long còn lại 3.312,04 ha diện tích tự nhiên và 6.278 người. Ngày 31 tháng 10 năm 2003, huyện Thành Trị được chia thành hai huyện là Thành Trị và Ngã Năm, và xã Tân Long thuộc huyện Ngã Năm. Từ ngày 29 tháng 12 2013, xã Tân Long thuộc thị xã Ngã Năm cho đến nay. Xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào đầu năm 2022. Với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, xã Tân Long đã thúc đẩy phát triển nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân địa phương bằng cách tiến hành công tác quy hoạch vùng canh tác lúa và chuyển đổi cây lúa, giống lúa. Theo đó, xã đã thực hiện chuyển đổi diện tích lúa thường sang canh tác lúa thơm, lúa đặc sản, giống lúa cấp xác nhận. Nhờ đó năng suất chất lượng lúa tăng cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã còn hình thành vùng sản xuất cây ăn trái tập trung và thực hiện 40 mô hình trồng cây ăn trái trên bưởi da xanh, dừa, mãng cầu, ổi. Cùng với đó, áp dụng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật cho vườn cây ăn trái. Thông qua các mô hình canh tác cây ăn trái như trên đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trong xã. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn khoảng 1,47% và thu nhập bình quân đầu người hơn 55 triệu đồng một người trên năm.
sáng thấy nó vậy chứ. Buổi sáng mình đi nhiều khi sớm quá người ta chưa có dậy á. Đến đây là hết địa bàn của xã Tân Long, bắt đầu vào địa bàn xã Thành Tân, huyện Thành Trị. Đây là địa bàn của ấp Tân Phước, xã Thành Tân, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Tân là vùng đất mới khai phá trên 300 năm về trước. Vùng đất này có nhiều kinh rạch, sông ngòi. Do vậy dân cư hình thành những quần cư dọc theo hai bờ kinh. Những ngã ba, ngã tư sông hình thành các chợ. Người dân tụ hội nơi đây mua bán, trao đổi hàng hóa cho nhau. Ghe xuồng là phương tiện lưu thông, vận chuyển chủ yếu của người dân. Nằm trong khu vực nhiệt đới, gió mùa lắm nắng nhiều mưa và được dòng sông Hậu bồi đắp phù sa. Xứ Thành Tân tạo ra những cánh đồng bát ngát, những vườn cây trĩu cành, những ao đìa nhiều tôm cá. Có thể nói thiên nhiên đã cho vùng đất Thành Tân những đặc ân vô cùng to lớn. Người dân Thành Tân với tính cần cù nhẫn nại đã từng bước biến xứ sở này trở thành những trung tâm sản xuất lúa gạo nổi tiếng với cả vùng đất Thành Trì xưa nay, với cái tên Thành Tân nghĩa là hưng thịnh mới. Đây có cây cầu bắc qua kinh Cái Trầu. Đây là kinh Cái Trầu. Bên kia sông là trường tiểu học Thành Tân 3.
Tân là đơn vị hành chính cấp xã, được chia tách từ xã Thạnh Trị vào tháng 5 năm 1981, thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Xã nằm về phía bắc của huyện. Trung tâm hành chính của xã đóng tại ấp B1. Diện tích của xã gần 4.000 hecta. Kinh tế của xã Thạnh Tân chủ yếu là nông nghiệp, trồng lúa, các loại hoa màu và nuôi trồng thủy sản.
Đây là nhà thờ Sa Keo nằm trên địa bàn của xã Thành Tân, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đây là kinh Cái Trầu chạy cặp theo tuyến đường. Qua nhà thờ Sa Keo là hết địa bàn xã Thành Tân đến địa bàn xã Lâm Tân, huyện Thành Trị. Đây là địa bàn của ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Xã Lâm Tân nằm ở phía đông bắc của huyện Thành Trị, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Lâm Kiết, phía tây giáp các xã Tuân Tức và Thành Tân, phía nam giáp huyện Mỹ Xuyên, phía bắc giáp huyện Mỹ Tú. Xã Lâm Tân được thành lập vào ngày 7 tháng 7 năm 1982 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Lâm Kiết. Xã Lâm Tân có diện tích là 41,70 km². Lâm Tân là một xã vùng sâu, có đông đồng bào Khmer sinh sống. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, năm 2015, xã Lâm Tân, huyện Thành Trị đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ khi được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới, đời sống văn hóa địa phương có phần phát triển sôi nổi hơn. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng lên. Các câu lạc bộ được củng cố và duy trì sinh hoạt có hiệu quả, mang lại món ăn tinh thần cho người dân. Với đặc trưng là địa phương có đông đồng bào Khmer, các môn thể thao được bà con yêu thích và phát triển mạnh là bi sắt và bóng chuyền. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Tân phối hợp cùng các ngành, đoàn thể và ban quản trị các chùa Khmer tổ chức nhiều hội thi, hội thao về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao để bà con tham gia, tranh tài, góp phần tạo không khí sôi nổi cho các phong trào nhân dịp các ngày lễ lớn và các ngày lễ Tết truyền thống của đồng bào Khmer.
hết địa bàn của xã Lâm Tân, huyện Thành Trị thì đến địa bàn của xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Tú có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm một thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa là huyện lỵ và 8 xã là Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Hương, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ Tú, Phú Mỹ và Thuận Hưng. Xã Mỹ Thuận nằm ở phía nam của huyện Mỹ Tú, có vị trí địa lý phía đông giáp các xã Thuận Hưng và Phú Mỹ, phía tây giáp xã Mỹ Phước và huyện Thành Trị, phía nam giáp huyện Thành Trị và xã Mỹ Xuyên, phía bắc giáp các xã Mỹ Tú và Thuận Hưng. Xã Mỹ Thuận được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1988 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số các xã Mỹ Phước, Phú Mỹ và Thuận Hưng. Xã Mỹ Thuận có diện tích là 31,03 km².
Đến đây, con đường cặp theo kinh Cái Trầu giáp với tuyến hương lộ 19. Hướng này đi đến cống Mỹ Phước. Hướng này về cầu Nhu Gia trên quốc lộ 1A. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.